Thế anh em quay VF3 các cái màu nhiều, nhưng mà màu hồng phấn này thì rất là ít. Mình nhìn thấy màu hồng phấn này rất là đẹp anh em ạ. Và với hơn 200 củ khoai thì cũng là không có gì để chê nữa. Đấy, mâm bánh được sơn sẵn rồi, bánh rất là to, gầm cũng cao. Đấy, mà để mình xem nó nội thất bên trong cái độ hoàn thiện của nhựa. Đây, cái độ hoàn thiện của nhựa rất là tốt anh em nhé. Đó, với 200 triệu này thì không thể đòi hỏi hơn. Đấy, màn hình to này, cái số ưu tiên cho những cái người đặt trước. Vô lăng thì số trên vô lăng luôn, ghế lỉ. Đây là phần cúp sau, ghế này có vẻ là hơi nhỏ so với cả người lớn, nhưng mà mình thấy một số anh em quay review thì vẫn có thể ngồi được bình thường. Đây là cái phần cốp sau, mình thấy mở lên cảm giác rất là chắc chắn anh em ạ. Đó, rất là chắc chắn. Anh chị em mà ví dụ chị em mà đi chợ thì có thể gặp luôn cái ghế vào, xong rồi lót ra để làm cái cốp luôn, thì quá là rộng rãi, cũng không thể có thể kéo ghế lên để cho chở được khoảng 4 người khi mà cần, rất là tiện. Nói chung là rất là mình thấy rất là đẹp, chỉnh chu với cái giá tiền thế này. Bây giờ mình sang bên lái xem. Đấy, cái gương thì mình thấy là có một hơi gương là nó không được gập tự động thôi, nhưng mà với giá tiền này thì không phải hỏi. Đó, anh em mà có ý định mua xe thì mình nghĩ với cái số tiền này thì chốt nhanh và gọn luôn. Mình đang định làm một chiếc cho bà xã đi. Đấy, màu hồng phấn này chắc chắn là chị em sẽ rất là thích.